Rồi chiều nay em có lên clip một con siêu mỏ đỏ nha anh chị. Đó thì anh chị gần xa thích con bò siêu mỏ đỏ tầm 16 tháng tuổi này liên hệ em. Bò này bao tơ riêng, thùng dậu rúng yếm, bao đẹp, bao nghiêm chỉnh. Đó thì yếm rúng chuyền từ trước ra sau anh chị ơi. Chân thì móng sò cầm đứng thẳng, bốn vú đều á nha anh chị ơi. Đó. Bò này tướng hình là bao đẹp nha anh chị, kiểu mẫu nái sinh sản đó. Đó thì lâu lâu mới được con bò tàn độ tàn đẹp về anh chị ơi. Tơ liên đã lên giống gió. Thì anh chị gần xa thích con bò siêu mỏ đỏ này cứ liên hệ em. Đó. Đó. Bò này cực kỳ đẹp anh chị ơi. Đó. Tướng hình là khỏi phải bàn rồi. Đó. Thùng dạo lớn còn dài. Đó. Bò này bao đẹp nha anh chị, bò này tầm 16 tháng tuổi nha anh chị. Đó thì giá cũng cực kỳ yêu thương luôn. Giá chốt tại chuồng là 27 triệu nha anh chị. Thì anh chị gần xa thích con bò siêu đỏ này cứ liên hệ em. Qua lớn cậy đuôi to đó anh chị ơi. Còn dài thùng lớn, hiền dạng bao ăn uống, bao đẹp trong bò này luôn. Giá chốt tại chuồng là 27 triệu. Thì anh chị gần xa thích con bò siêu đỏ tàn độ tàn khủng này tơ riêng này liên hệ em. Quá trời đẹp con bò không? Đó. Hàng whip anh chị ơi. Thì anh chị gần xa thích con bò siêu đỏ này liên hệ em đó. Ông da bóng dần anh chị ơi. Đó. Tướng hình khỏi phải bàn rồi. Đó. Quá đẹp cho con bò siêu mỏ đỏ. Đòn quá dài thùng quá lớn.